Rồi vị này là cái tổ nó sẽ bằng Chimori. Chimori là gì? Chimuri là một cái gì đó mình dự định đấy, có nghĩa là mình dự định mình làm một cái gì đó, ví dụ như tương lai bạn dự định làm gì À đúng rồi, thì dự định làm Chimuri. gì? Mình có Yeah. cho thử một ví dụ về Chimori. Ví dụ như nói là Himanatoki Himanatokiwa mazu nani o suru tsumori desu ka? Nan ố sư rư trừ mô ri desu. Đây, câu hỏi cô đây đúng không? Himanatoki Đúng rồi. nan ố sư rư chimori là cái hạng nhờ. Chiêu vô cơ đi, vô cơ, gỗ, ố, bèn, kiêu, sư, rư, sư, Đi. mô, ni, des. Rồi, tới đây là ok, là hiểu rồi đúng không? Đúng Chiêu rồi. cơ gỗ, bèn, kiêu, sư, rư, mô, ni, des. Cái là hiểu không? Hiểu rồi, Có bây nghĩa là giờ. dự Nghĩa sao? nghĩa là câu này nó nói là nó dự định học tiếng Trung. Tiếng Trung rồi, bây giờ bỏ chữ đẹp nha. Shimori, gái này. Rồi, des, làm sao? Nghĩa là gì? Nghĩa là nó gái này, tức là nó không có dự định học tiếng Trung hả? Đó. Đúng rồi, ví dụ như bạn đang bạn hỏi Himanatoki nani cá thì nãy mình nói trả lời là Himanatoki chưa cử gỗ bay của Shiro Chimuri des, nhưng mà bây giờ mình nói là cho dù rảnh tôi cũng không có dự định học tiếng Trung thì nó là thì khi mà đế mục ha, thì nó tính từ đuôi Yuna, khi mà đế mục chiêu gỗ bay của Shiro Shimori Ganai des. Cho dù rảnh tôi cũng không dự định là học tiếng Trung. Bây Hiểu, cô hiểu ý. Cho dù rảnh thì cũng không có làm vậy nữa. đúng rồi, không dự định làm cái gì đó. Không dự định làm gì đó, hiểu Nó phải có cái chữ là gái này hả? Tại sao nó không dùng luôn là Benkyo Shinai? không? Bang Kushi này chưa mua đi để đúng không? Không không dự định đó đúng không? Nhưng mà cái này nó mẫu đó, nó sẽ gá này đằng sau. Cái này đằng sau đúng không? Tại vì cô tưởng đâu là mình cứ thêm nay sau cái động từ chính của mình ấy. Cái đó cũng được, cũng được. Nhưng mà bây giờ lên cái đề ba là nó mẫu ngữ pháp là Rồi nó rồi phủ rồi. định cái sau của cái chân Mori. Dạ dạ dạ. Rồi Cái rồi kia là rồi. cái đai cũng được nha, chứ không phải không sao, không có sai. Thôi không dự định không có làm gì đó. Thì mình lặp lại cái câu là chiêu vô cực gỗ, vô cực gỗ bên kia si này sư mô ri des. Dự định là không học, không dự định này nó hơi khác. Người ta dự định là không học tiếng Trung và không dự định là học tiếng Trung, hình như nó khác phải không? Cái việc Không, tôi mình thấy khác giống không? mà. Giống không? Không, giống. Có nghĩa là tôi không có dự định học tiếng Trung, rồi dự định là tôi không có học tiếng Trung. Trung thì cái hai điều là không có học hết á. Tôi nghĩ là vậy, chứ còn nếu sâu xa nữa thì cô không biết. Sợ sợ tiếng Việt mình nó khác không chứ? Thật sự cái này là nếu mà cái việc học tiếng Trung này là mình dự định là không này, còn cái gá này nè không cái dự định để học cái này, còn đây là học cái đây thì không có dự định, là dự định là không học cái đây nó rồi, tạm thời là kiểu như nói chung là nó giống nhau ha. Dạ. Sợ thì cái câu đảo một cái là đi liền nha. Rồi tiếp mà cái Toshinai là nó cũng bằng với Chimorigane. Ví dụ như mình làm cái gì đó mà hôm qua là mình định leo lên tàu điện nhưng mà cái cửa nó đóng lại, cái mình không thể leo được. Bây giờ mình Toshinai là không dự định. Ví dụ như bạn bè nó rủ đi Đà Lạt đi nhưng mà mình không có dự định đi, mà là Toshinai.
Rồi cô đọc cái này để hiểu này, Đọc cái nào em? cái khung này. Giờ hình như là cô đang nằm ở slide 60 á, hèn chứ cô thấy em nói kiểu như cô tưởng nó là cô em trả bài hay gì á. Tức là bên cái slide của cô nó hiện em đang chia sẻ cái hai cái tức là cái slide 60 phải không? Đâu Cái slide cách nhất à? đang đang nói về cái đây mà không Giờ cô có thấy nè, giờ cô có thấy nè, nãy giờ đâu có thấy đâu, nãy giờ là thấy cái màu trắng xác không á. à, một trắng sáng rồi. Rồi bây giờ cô đọc ở đây Ok. này. Có vẻ ý nghĩa của cái Timori gái này á, có nghĩa là có vẻ như không định mà làm cái gì đó đó, dùng để nói người sự vật nào đó dường như không có định là làm hoặc là thực hiện một cái hành động việc gì đó dựa trên phán đoán, cảm giác của cái người nói. Rồi cô cho một cái ví dụ về cái Chimori cái này nè, nãy mới nói là cái về tiếng Trung á. Nói là Jigoku wo obenkyou suru tsumori ga nai. Đúng rồi ha, lúc trước mình học bài kia là mình kêu là chưa cửa gỗ bên của Sina Chimuri des, nên mình thêm chữ cái này vô nữa. Rồi cái mẫu ngữ pháp hôm qua là tôi dự định nói tôi dự định leo lên cái cửa, tôi định vào cái tàu điện đi, nhưng mà vì trễ này nó đóng mất tiêu nên không thể vào được đó. Cái đó là mình dự định nhưng mà mình không làm được gì đó, còn bây giờ là mình không dự định. Rồi Rồi cô hiểu rồi. cô đọc giúp em cái câu số 1 này. Ichi ban me rồi kare wa jibun no koto wa nani mo io to shinai. Rồi IO hôm qua mình nói là nghĩa là cái gì á, ý định á. Ý định nói không? Chi mình thấy ý định á là i á, i hình o io. Nhưng mà chữ Sinai mình không thể Chưa được trong trong từ Shimori đúng không, mình sẽ là trong trường hợp là chữ Sinai thôi chứ không có dùng là cái chữ Shimori hiện nay được. Mình có thể nói ngay chỗ rồi. đây cũng có thể nói được là tố Omowa này, ngay chỗ này viết thêm vô nha, thì nhớ nha. Rồi, Nhưng mà em viết tố thêm Omowa này luôn. thì nó thấp hơn. Không nghĩ mà cái này nó kiểu là làm luôn á. Có nghĩa là nó làm, tức là nó không có nói chuyện về bản thân mình, là nó nói là nó làm luôn, còn nó nghĩ thôi, nó nghĩ nó không làm thì nó cũng kiểu như phân vân thôi đúng không? Ừ, đúng rồi, nó nghĩ khác còn nó làm không, dự định không làm nó khác. Cái chữ mà tố shinai, cái đó là kiểu như tố shinai, nó là cái cấu trúc ở trên của nó bằng với lại tsumorigane, tức Đúng là hai rồi, cái này là có thể thay thế cho nhau. đúng rồi, hai cái đa chuyện nó thay thế nhau, đúng cái nào cũng đúng hết, cách nói chuyển qua cách nói khác thôi. Hai cái năm nó bằng, tức là mình học năm ba là mình học cái đây thôi, dù ố Toshinai nhưng mà người ta giải thích là à thực sự là nó bằng cái như là Chimori cái này, nó là không có dự định làm gì đó. Ừ, để cho mình hiểu rõ hơn thôi, là mình học ngữ pháp là học cái đây này, chính là dù Toshinai, còn cái này là người ta giải thích, cái này là người ta giải thích đây chứ mình không phải học cái đây, học cái gì. Mà người ta có kêu à cái đây là cái câu nó bằng cái câu ý nghĩa cùng giống vậy đó. Chẳng hạn như là trước cái câu Shinakeba Narimasen đó. Và bây giờ người ta ví dụ mình học cái Narimasen nó xem đây giờ, nhưng mà cái là cái mẫu trước mình học rồi đúng không, bây giờ mình không học ra nữa, Sina Kicha. Rồi bây giờ mình học cái mẫu Sina Kicha thì người ta giải thích cho mình hiểu, thì người ta sẽ liệt kê vào cái mẫu nào mà nó tương tương đồng
nó tương đồng một cái dư đó thì người ta nói là Shinakiramana Rimasen. Hiểu không? Hiểu không? Cũng hiểu Tức là bây rồi, giờ có mình nghĩa là trên nó tắt hơn mà, ở trên nó hiện tắt tại là mình hơn học còn đang dưới học thì ở nó đây này, nhưng mà dạ cái đúng hai cái bài học của người Pháp mình nó giống nhau. dạ Rồi tiếp câu số 2. ừ. Thứ hai là Chakua Tostemo Watashi no tegami ni henshin o kakou to shimasen. Có nghĩa là cái quà ta cái mà dostemo, ví dụ doste thôi là vì sao, còn dostemo là cái đó là à doste dostemo, đúng rồi con hiểu ý, có nghĩa là Đây mình học dù thế ra nào đi chăng nữa, mình dù liền thế nào đi chăng nữa thì dù thế nào thì chắc cũng không có ý định để mà trả lời thư của tôi. rồi không chữ cà cô thì mình chuyển qua là cái thể cái dự định này rồi mình tô Dạ. shimasen hoặc tô shinai tùy mình, nếu mình nay thì nó thông thường hơn. Dạ, còn ma xe thì nó hơi lịch sự hơn tại vì nó đuôi nó dài dài. Dạ. Câu hai đâu 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 có từ nào không biết nào đúng không? Đúng rồi, câu 2 thì những cái từ đó thì cô đã biết rồi. Rồi qua câu số 3. Ừ. Nói luôn ha, câu số 3 là từ kẹt lúc nào nó cũng đi với phủ định. Kẹt đây lúc nào nó cũng đi với phủ định. Thì Cái à, thiệt giờ đáo là em đi của cũng nó. không biết á. Chẳng hạn như cái kỳ Olympic này nhất định tôi sẽ không thua, đi với kẻ CT là khi mà nó vô cái máy đáp án mà vô sau á mình phải để ý và mình làm thấy kẻ CT là sau nó là phải có quy định. Đọc đi. Rồi. Anoko wa shikara demo Oh, vậy là đọc keshi. vậy là cháy rồi. À không phải cái chữ mắng đó là hashi hashika dare. Dạ. Thì vẫn bị lủng rồi. Shikara, thôi thôi cô làm lại đi, shikara là mới mới bị mắng nhầm rồi. Cái chữ qua đó là chủ từ. Rồi. Anoko wa shi karare demo. Cái ngày đầu tiên học có thể bị động nhớ không? Từ Nhớ Kimi á rồi. thì nó bị Đúng mắng thì rồi. Shikarimasu, chữ ri là nhóm 1 thì chỉ qua Shika. Thấy không? Shika, chữ ri nhìn ra chữ K. Ri nhìn ra thêm ri vô nữa. Karare giờ bị mắng. Chứ dù bị mắng đi Bài chăng nữa. Kimi á. Rademos. Đúng rồi, tức là hàng ri thì y thì đổi thành a thêm d. Là Rồi cô thiếu xong. cô yếu một cái nữa là chưa cứ phân bùi tới cái trợ từ, cô ngắt một nhịp đi tại vì như vậy người Nhật họ mới nghe được chứ không mà cứ mình đọc nó liền bao giờ là không nghe được đâu, cứ tới trợ ta là trợ từ là mình ở như phải vậy, mình ngắt một nhịp nghỉ nhịp xíu đi như phải trong tiếng Việt của mình vậy. Là Anoko shikarare demo kashite ayamaru toshinai. Rồi Ayamaru Ayamaru là nó nghĩa là xin lỗi. nó xin lỗi hả? Đây Lịch là động sự. từ. Sao Ayamaru. Rồi từ những từ xin lỗi như từ nào có kể rồi. Xin lỗi là ví dụ như là sumimasen nè, rồi moshiwake nè, gomen nó cô biết được có mấy từ Moshiwake moshiwake gozaimasen. gozaimasen, với lại cô hay cũng nghe nói là moshiwake arimasen nữa. Rồi. Gomen nasai. Rồi. Từ sumimasen thì khi mà phụ nữ
ta nói về suy y hơn machine, suy machine nó nhẹ hơn. Rồi mình thường mình học là sumi machine, nhưng mà ra người ta nói chuyện là sẽ học lên thì nó có thêm là từ suy machine nữa. Suy machine kiểu như mình xin lỗi, mình hỏi đường gì đó mình nói suy machine, suy machine, suy machine. Rồi từ Owabi, Owabi, Qua bên nó chữ đó mới Owabi là cũng là xin lời xin lỗi, tức là ví dụ như hiện tại thì có mình có lỗi gì đó, mình viết cái thư mình trong đó nó có lời xin lỗi á, nè. mình cái lỗi thì mình viết lỗi đến mình gửi nha, tôi Owabi là lời xin lỗi, động từ xin lỗi, xin lỗi, từ cao xin lỗi, có cao kiểu mở miệng ra là sumimasen, không có lỗi mà cũng xin lỗi này. Còn là gomenasai là kiểu mình làm có lỗi gì đó. Còn cái moshiwake gozaimasen là cái lỗi nặng nhất, nhiều khi mình quỳ gối xuống để mình xin lỗi luôn. Rồi được không, được chưa? Được em. Rồi luyện tập nên shimasu. Shimasu. Rồi chữ này là đọc là gì ta? Kaze. Sai Cái rồi, chữ đó chữ mà cái gì, đúng mình nói mà cái gì chứ, còn cái này là cái hai chữ chữ đó mà. kết hợp với lại cái đó nữa hả? Rồi đọc chưa được đúng không, cái bùng tắm là gì? À rồi, con nhớ ra rồi, Furo. Tại vì bãi tắm, tức là cô không biết cái từ đó nó có nghĩa đó luôn á. Giờ biết rồi. Ofuro là lịch sử, không thêm chữ O vào Không, nữa. Con à, vẫn cái gọi này là ô là Furo. lịch sự, nhưng mà cái là kiểu như tắm ngâm bùn kiểu Nhật á, còn tắm sa hoa nó khác. Sao sao qua nó khác. Furo. Ofuro ni. Xong rồi cái gì đó. Xong rồi Toshita Toki. Dare ka kimashita. Có nghĩa là cái bồn, tức là vô cái bồn tắm nó để tắm không, chứ tức là khi mà vô cái bồn tắm nó để tắm thì như thế nào đó, thì hà thì là hà hà y hà y đô hà y đô cái câu b Đúng rồi, cô B. Nhưng mà cara mình có thể hai nghĩa đặt cả trường hợp đó, nó có hai nghĩa như thế này. Một là ví dụ như là mình định dự định mình đi tắm đúng không, thì có đúng người rồi họ trước đến nhà nha. mình, đó là một nghĩa. Hai là kiểu như mình dự định mình vừa bước vô phòng tắm mình tắm, nhưng mà có một người nào đó họ 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 vô phòng tắm trước mình. Tùy dựng cái hoàn cảnh mà mình ngã ha, tức là ví dụ mình cũng dự định cái bồn tắm đó đúng không, đây đó là dự bồn tắm mình dự định mình bước vào mình tắm, nhưng mà có người khác họ bước vô tắm, có người đó họ vô tắm trước mình. Đó là mình hiểu hai nghĩa nó, nếu tùy dựng hoàn Rồi cảnh. rồi con hiểu. Rồi câu số 2. Câu số 2 là Chichi wa sore ni chite nani mo rồi gì đó, xong rồi toshinai, thì cái câu này là chia thành là hana hanaso xong rồi toshinai câu a, Đúng rồi, tức có là nghĩa về là cái bố của chuyện đó thì bố cho không dự định nói, không dự định nói gì nữa. cái ni cái mà cái ni chi te nani mo ấy là nói về cái chuyện đó đúng Ví dụ như không được nói về mình ha, à, ví dụ như về phía tôi, tức là mình phải có một cái chủ đề gì đó thì mình nói về cái phía đó, ví dụ như Nihon no segatsu ni tsute hanashimasu. À, ví dụ khi mình đứng lên mình phát biểu, kêu người ta kêu Misan domo konnichiwa, kyou wa watashi wa Nihon no segatsu ni tsute happyou shitai to omimasu. À, hôm nay tôi sẽ nói về cái cuộc sống ở Nhật. Tôi Nihon de 3 năm càng iroro na taihen koto ga arimasu kedo watashi wa Nihon segatsu de
này cả này kia, ví dụ như sushi ga ichiban daisuki desu. Naze nara sushi wa saiso wa nama soku de kedo demo nagai nen kan wa tabete de kara iman narete shimaimasu da kara wa suki ni narimasu. Gì đó mình nói Rồi, thôi, chẳng hạn như cái là điều nào mới nói được vậy trời. Quá trời luôn. về về phía với Nhật Bản, ở Nhật văn hóa của Nhật Bản á, thì ví dụ như tôi xin phát biểu tôi lý do tại sao tôi sống thích sống ở Nhật, ví dụ thích đồ ăn của Nhật hay là thích tính cách con người hay là môi trường ở Nhật nó trong lành gì đó thì mình nói về cái đó, nhưng mà à kêu qua thương sàn ní chư tê hanashimasu là không được, à là được được nhưng mà không được, à watashi ni chuite hanashimasu là không được, không được nói từ ni chuite về bản thân mình, à không được, cái chủ ngữ là bản thân mình không được, cái là một là về phía một đối tượng nào đó, hai là về một cái chủ đề gì đó Rồi, tôi phải lưu ý cái này, không được không nói về bản từ thân là mình. sai chết nha. Rồi, tiếp nha. Kono sham no futa wa ikura ok xong rồi gì đó toshi temo. Rồi như vậy thì cho dù là cái mở cái cửa đó ra bao nhiêu hả, Nào nào có cái nào chứ cửa đâu, cái cửa nào. là cái tức là khi mà nó kêu cái chữ tế màu đó là cho dù bao nhiêu ak là mở cái gì đó. Đúng rồi ok là mở. Phương ta là cái nắp. Cái nắp của cái gem là mất à? Đúng rồi, muốn mất dăm 10 là mất ấy. À, cái nắp này cho dù là khi mở ra nó có bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Vì bao nhiêu tiền trong đại trường hợp này nó khác chứ y ra là gì á, mình hỏi giá cả nhưng mà trong trường hợp đây là cho dù tôi cố gắng vặn mãi cũng được và cũng ra Ủa vậy cho dù tôi cố gắng vặn như thế nào, dự định vặn như thế nào nó cũng không thể mở ra được. cái chữ mà ak đó là vặn á hả? Đúng rồi, mở đó. Rồi cô mở. Cô hiểu ý rồi. Vậy là dùng là ak xong rồi Mà nói nhóm hai ake vô cô a đó. đúng rồi, Rồi xong rồi toshitemo xong rồi tiếp tục là cái chữ đó là câu B. sai rồi Ủa cái chữ kia là ake mà đúng không? Thì mà, nhưng mà trong trường akenai. hợp này nó có hai cách thì cả này thì là cái này tôi hy cư đây thì nó À là rồi hy rồi rồi cư nó rồi còn một cái mở đó nữa. Trời đất ơi. Hirakimasu mở 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 lớp học ấy. Hirakanai ya. Rồi hiểu rồi. cái Sai chỗ mình đó. mở là mình dùng cái tay mình mở, cái đó là akemat, nhưng mà cái nắp nó tự nó bật cái mở rồi đó thì mình là hikanai Cái mà cái nó cái hikakanai kia là mình cố tình mình là thực hiện nó, mình phải là tự chủ động, còn còn cái sau là bị động. đúng rồi chính xác, Rồi cô hiểu rồi. Rồi thì mình phải là ok. câu này là đâu phải là hồi nãy con nghe nói cô chọn đáp án B phải không. Đúng rồi, sai đó, sai câu Rồi rồi đó. Rồi dễ mà để chấp sai. là câu Cái A. B là nó phải tự mở ra mới đúng. Rồi câu 4. Câu 4 nha. Kinoa. Xong rồi tiếp tục. Rồi tiếp học Kyu. Kyu cô. Yu-Gi-Oh. Jiu-Yo à? Jiu-Yo. Jiu-Yo. Yu-Gi-Oh là tiếp học. Jiu-Yo ni konakatta ne. Tiếp tục như kia là kiru daro hay là kiyo, rồi xong tiếp tục tố omote itan dakedo, rồi sau nữa là
Aji ga netsu ga netsu bisot netsu ga de yasun yasumun dan da Yasin yas yasun yasun ya Yasumi mata Yasumi yas Yasin danda yasun dan da yasun dan da rồi thì cái này sẽ chọn cô dồ chứ cái đà Đúng rồ rồi, chú học mà cô vô đúng rồi, chính xác. Đây là nhóm 3. Cái từ yeah. đặc biệt của nhóm động từ nhóm 3 từ si À, mát cô là dồ siro và siyo và cô vô là rồi mình dự định là mình nghỉ dự định là mình sẽ đi đi đến lớp học này, tiết học hôm qua mình dự định đấy này, nhưng yeah. sau đa kê đồ là nhân nó bằng cái từ demo là gạt là hoặc là nhưng mà bây giờ mình lên đà ba mình sẽ học đặt kê đồ kê đê đồ mố Tức là đa đa kê đô bằng với lại gá đúng không, bằng với gà gà demo luôn, gà đừng gá gà gà bằng với gà luôn đúng không, tức là đúng cái rồi. thường thường cô cứ nghe là kê đô còn đa kê đô Thì đà là cái những động từ mình chia ra cái đuôi á để thành đà. kê đô là nó cũng bằng là nhưng luôn, nhưng đứng trước dấu phẩy. Nào cái này chưa chọn được rồi Đúng rồi, chọn cô bơi rồi đó. đúng không? Ừ. Rồi câu tiếp tục. Mỗi thằng làm Rồi, số mẫu của đều mình. có mẫu bài tập như thế nào là dễ hiểu lúc luôn. Rồi, cảm ơn đại hai nha. Rồi, Ừ. Ichi. Rồi, cao gì đó, gì đó. Xong rồi, Cái ô đây có phải là cái mặt không? nào em? Cái đây không phải là cái mặt Không, cái đó nha. là dự định mua. À đúng rồi. Cao. Cao. Cao gì đó, xong rồi kia chắc tạ. Ki đó là cái chữ ki đó, nó có nghĩa là đã lỡ là đến hả, đã lỡ là đi mà quên rồi. Ừ. Như vậy là sau cái đó là phải dùng cái chữ là tố omota hả, mốt tè, tố mốt tè là ba trước đúng không? Ừ. Rồi tiếp tục thì mình sẽ cho là à, thì nó dự định là nó nghĩ là nó sẽ định mua cái memo ố, xong rồi cái tê tố y tà, xong rồi suware tê kia chát tà. Ừ. Tại vì này, cái này là trường hợp đây mình áp dụng vô cái ba người người Pháp vô một cái cao đây luôn á. Đúng rồi đó, cô thấy xong rồi nó nặng cái câu lắm luôn á. Rồi, tức là bây giờ nghe là dự định mình mua đúng không? Mình dự định trong dự định mua đồng hồ đi. Cái mình định cái mình viết vô cái tờ giấy để mình mê mua lại cho mình khỏi quay. Nhưng cái mình đã quay mất tiêu luôn. Mất quay mất tiêu cái việc memo đó, mình đi mất tiêu luôn, đã memo rồi nhưng mà vẫn quên, mình chọn đáp án nào? Rồi 3 4 3 4 2 1. Đúng rồi, chính xác rồi. Tưởng em nói sai rồi, là thường nghe câu đó nhiều. Rồi tôi đọc lại nó xuống cao luôn Rồi. Cái đó là câu tố omote nè. Ừ. memo kai te to ita wasurete kichatta. Mình quay mất tiêu ha. Tức là có nghĩa là nó dự định là mua, nó nghĩ là nó dự định là nó sẽ viết viết vô cái sổ mà nó đã quên mất tiêu. Đúng rồi, nó quay tiền rồi. Câu số 2 Rồi số 2 là cái số 2 đó là emo tố, ừ emo tố
mô Ừ, gì mà ô tô emo tổ cho chơi năm mà đọc vậy đây tô Annie là anh nè, mô tô tô ô tô cứ để mà ô tô tô quên cái chữ đó, cái chữ mà Imoto là cái đó là em Imoto với ô tô ô này ấy tô mô tô này. Imoto ô tô ô tô nhớ nam là phải ô tô tô ô tô tô no suki na xong gì đó xong rồi omotemas. Rồi như vậy thì nó sẽ dự định là cái chữ đầu tiên ấy, cái chữ đầu tiên ấy là cái chữ đó chữ gì thế, Cái xin nào gì đó, cái gì xin à, đó, à cái này là tan du bì á sinh nhật á đó đáng là sinh nhật giờ mới được học chữ Hán của nó đó. đáng sinh nhật á. À tan du bị yeah, nhưng mà mình chỉ đọc là tan du thôi đúng không, Anh sẽ bị tại chứ vì nó à tan du học bị có có chữ ngày bị nữa mà mà không thấy rồi tan du bị ý xong rồi gì đó, tức là nó sẽ dự định là làm sinh nhật chứ gì mà nó đã quên, nó mua cái CD yêu thích của nó nhưng mà nó đâu, nó nghĩ là nó sẽ đã mua CD đã làm sinh nhật rồi na xong rồi tiếp tục là Kina CD o kate tiếp tục Tanjobi ni Yaro to omotemasu đúng không, Ngày vậy là rồi như đáp vậy án này. rồi đáp án là 3 xong rồi 2 1 4 3 2 1 4 đúng rồi. yeah có nghĩa là nó à em có nghĩa là em trai cái đĩa nó mua cái đĩa CD thích của em trai đó để mà nó nghĩ là nó sẽ làm cái sinh nhật dự À, định đúng rồi cái đĩa mà đứa em trai nó yêu thích đó, thì nó dự định là nó sẽ là vào cái nhân dịp sinh nhật đó nó sẽ mua nhưng mà nó nghĩ là nó vào dịp sinh nhật đó nó sẽ mua sinh nhật của được cái đĩa CD á của em trai mà yêu thích thì vào dự định vào cái dịp sinh nhật thì sẽ mua như vậy thôi. Nói thêm một điều nữa ha. Si Yarimas nó bằng từ si mát. Yarimas bằng là làm đúng không? Ừ. Nhưng mà tùy trường hợp nha, nó mỗi cái nó chia ra khác nhau. Chị giải thích hai từ đây nha, cho dễ hiểu nè. Từ Yarimas có nghĩa là làm, cái này cũng làm, nhưng mà thường nó đi với cái thể thao á, thì dùng là từ từ si mát này chơi một môn thể thao nào á. Rồi tổ chức bữa tiệc nè cũng là CMAT, nhưng mà riêng cái từ Yarimas đây thì mình làm cái gì đó cho đứa em mình, hoặc là cái mình tưới nước cho hoa hay cho chó cho mèo ăn thì Yarimas. Ừ, còn làm công việc thì hai cái này nó giống nhau, Yarimas siêu tổ, Yarimas siêu đại của Yarimas đều giống nhau. Em sẵn tiện cho cô hỏi lại cái mà ba cái từ mà nhiễm bữa, cái chữ mà kansen đó là cô biết cái kanji rồi, còn cái chữ mà urimas đó cái kanji nó là gì, với là cái chữ kakarimas chữ nhiễm đó. À, cô quên cái ba cái chữ đó mà cái chữ kanji em bấm lại đi cho cô lưu lại để học mấy cái từ vựng về cái chữ đồng nghĩa ấy. Rồi. Rồi, rồi cảm ơn em. Để cô lưu lại tại bữa viết bằng hiragana, không có viết bằng Cái kakarimas đây nó ngoài nghĩa là nó tốn kém thời gian gì nữa nha. à rồi rồi rồi, có nghĩa là nó có nhiều nghĩa đúng không? Ví dụ nó có thêm nghĩa nữa là tốn thời gian, kém thời gian, Tức là mình mất học thời gian. luôn cái đồng nghĩa, tức là cái gì một chữ Một đô cái ghi chữ có nhiều nghĩa. một chữ nhiều nghĩa nhỉ, từ ca cái mắt mà có liệt kê được rất là nhiều chữ luôn, gọi điện thoại này, rêu rêu cái gì đó hay đeo cái gì đó, ca cái mắt nó nhiều Ok lắm. rồi xong.
Rồi đi tiếp nha. ok. Rồi, bài 30. Rồi. Ngày thứ năm. Ichikame. Rồi. Rồi. It's Ichikame. Và trước cái này là T Bakri, nó khác A Bakri, nhớ không? T cái kia ta Bakri nó A bằng Bakery chữ. là sau khi theo cái cảm nhận của mình Đúng rồi, chính xác. vừa mới giống như là Veta Tokoro vậy đó. Tokoro thì cái đó là vừa mới tức thì luôn. Ừ. Rồi, nhưng mà trong bây giờ là chữ T, T đứng trước chữ Bakri. Nếu như toàn làm cái này không, kiểu như nó đi học về xong nó toàn nó đi chơi không, hoặc là nó toàn chơi game không, thì gọi là T Bakri, CT Bakri. Bây giờ là gọi là toàn làm có một cái việc gì đó không nha, tức là dành vào thời gian vào cái việc kia, gọi là toàn. Mình nhớ chữ đây gọi là chữ toàn, Bakri T là toàn. Rồi. Thì kết thúc đuôi nó là na, gọi là nô danh từ, gọi là đế hả? Cái đó là nếu toàn làm này đó thì nó sẽ ra như thế này. Rồi toàn coi tivi thì mắt trở này sẽ yếu đó, đó. À, rồi, có nghĩa là sau những cái vế ở trên Bakery mà nó có cái ra ngoài là nó phải có một cái vế sau nữa. À kiểu như đưa ra lời khuyên, ví dụ như nó mang tính không, ví dụ như mình coi hết tivi nhiều thì nó sẽ có một cái sau họ trước, nó là cái nguyên nhân và kết quả đó. Như à toàn đi chơi thì bị sẽ bị may mắn đó, còn như toàn mua sắm đồ thì sẽ hết tiền đó, nguyên nhân và kết quả sau. À, nguyên kết quả, wow, không nhớ nha. Rồi cô sẽ đọc một cái ví dụ này Đọc, đọc để mình cái ví biết dụ. mục đích, lúc nào cũng nhắc đọc cái ví dụ là tại sao, tại do hiểu nghĩa mình mới làm được, nó trong cái trường hợp nào, ngữ cảnh nào. Chứ cô sợ nói bây giờ cái show là cái vô, sợ bây giờ cô chưa chắc là phân biệt được show này cái vô để sao Sao nó giống giống nhỉ, cho nó cô không có chịu nghĩa đọc là mấy cái đó gì, này thì không biết. hình như dường như đúng không, thì cái VT Bacardi Idu á là hình thức khẳng định nhưng là mang ý nghĩa phủ định. Rồi bây giờ vô cái ví dụ một trước nè. Kono Miseno Gì Okakusan, gì Okiaku-san. Okakusan, Okiaku-san. Rồi, Jose Jose Bakari desu ne. Rồi, từ Tức là Bakari, nếu mà cô nói nhanh thì đọc là Bakari, à, Baka. Baka. Đừng nói ba Bakari. cà ha, ba cà nó khác, ba cà là nghĩa khác ấy. Nghĩa khác luôn hả? Ba ngà, ba cà là kiểu ngu ngốc á, ở Tokyo gọi là ba cà là ngu ngốc, còn ở Osaka gọi là Aho. Ba cà là tức cung ngựa, là cung, ba cà là cung, trước nó là cung ngựa, sau nó là cung nai. Ngày xưa cứ nhìn cung ngựa mà nói cung nai gọi là ngu ngốc. Mà cái con ngựa con nai dưới là ở Tokyo nói hay là ở Osaka nói? Đó là ở Tokyo, còn ở Osaka sẽ gọi là từ Aho. Aho. Ngốc. Osaka thôi, mấy từ này ghê quá, nó nói ghê quá. Kiểu như không biết ra vùng miền gần như cái chén gọi là cái bát hay là cái muỗng, cái tên gì đó, gì đó thì tùy chỗ nó gọi thôi ha. Rồi tiếp. Cái mà cho cô hỏi đi, cái Jose, cái đó là cái người phụ nữ, đó là danh từ đúng không? Đúng Cho rồi. nên là khi mà là danh từ thì mình sẽ cộng thêm cho Bakari thôi chứ không cần phải thêm gì Đúng hết. rồi, còn khi mà động từ thì mình mới chia qua TT. Rồi, tiếp. Ni oto to wa terebi o mite Bakari iru. Em trai tôi chỉ toàn xem tivi thôi. Đúng rồi, khi động từ thì mình chia qua TT. À, nhưng mà tuyệt đối nên nói là khách hàng, nên nói là Sama ha. Đúng kiểu Nhật là gọi là khách hàng là thực đế.
Osama-san hả? Okiyaku-sama, những người tại và Okiyaku-sama. do Nhật nó kêu chỉ có những người khách hàng mới, ví dụ như mới nuôi họ được, ví dụ như họ làm ra sản phẩm, một cái sản phẩm gì nếu mà có khách hàng sử dụng thì họ mới có lương, mới có thu nhập gì đó, thì nên họ tôn trọng cái chuyện người khách hàng. Rồi tiếp tục. San, Mexico wa shigoto mo shinai de, xong rồi ason de Ason D chứ đừng có bakari, D, Ason D. ason de nhẹ nhẹ hơn, ason de bakari iru, có nghĩa là con trai của tôi thì không có làm cái gì hết, không làm gì cả, chỉ toàn là chơi. Cái này là Nó mang cái tính là tiêu cực à. ha, chứ ví dụ như bang Kosi T Bakery là nó là việc tích cực rồi, ít người nói. Cho cô hỏi cái chữ mà mô sinai đế, cái chữ d đây nè, là nó đang bổ nghĩa cho cái gì ta, tức là nói câu đúng không? Xin cái nào, xin này đế Nếu à, mà cái chữ tức đế ở là đây có tác dụng gì? đế là nấu cao giữa, kiểu như là gần như vì cái gì đó, ví dụ như là nó sẽ bằng sina cử tê hoặc là đế, ví dụ như là vì cái gì đó đã thôi, người từ đặt câu ví dụ nào, chẳng hạn như là Ví dụ như là dịch cô nói câu này đấy, ví dụ như nói là vì bây giờ khuya rồi nên hãy đi ngủ sớm thôi, được không? nó là mua hai giờ từ nên 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 này tố từ này đế, kiểu như ví dụ như là chữ tê tê ấy, không cái khi mà cái động từ đây nó chia ra thì nó nói là đế. Tức là cái chữ đó là nó là cái câu đó có nghĩa là vì hả? Vì tức là Vì lý con trai tôi không làm gì cả. nó nói câu, ví dụ ngày xưa mình học nó tê tê câu. Ví dụ như nói câu, như vì học tiếng Nhật nên là rồi, chẳng hạn như là vì học tiếng Nhật nên là tôi mỗi ngày đều viết kanji, thì bây giờ cái này mình chỉ là Okay. benkoshite hoặc là benkoshimasu cả rồi, cái này là động từ liên tiếp. À rồi rồi rồi, cô hiểu rồi, tức là có một ngữ pháp đó nữa, đúng rồi. 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 Này thì dễ nhớ nè, cái Bacardi này mình chỉ cần nhớ tới cái kia xong rồi mình suy ra thôi. Thì bây giờ mình cứ Cái cứ này mình có cái nhớ câu ấy cứ ngữ pháp đó rồi mình áp dụng thôi, nhưng mà chủ yếu là khi ra sống nói chuyện được không thôi, chứ hả? tại sợ chừng học thì học vậy, nhưng mà ra đến khi mà định gặp người Nhật nói chuyện nó lại quay mất tiêu, Khớp khớp nói ra cái mẫu ngữ pháp này là gì ta, quay mất tiêu, nên lại dùng mẫu ngữ pháp là bốn năm năm không nói được. thiệt luôn á, chứ ví dụ như giờ thay vì mình nói là, ví dụ nha, mình nói là hayaku nete kudasai đúng không, mình sẽ kêu bạn đi ngủ sớm đi, mình sẽ dùng cái kudasai đó suốt luôn á, chứ mình đâu có thấy thế được cái khác đâu, kiểu như không có nhớ được ấy. Thì tại vì cái đuôi mình chia ra trong ngữ cảnh nào nữa, ví dụ như mệnh lệnh hay sai khiến hay là khuyên bảo, rồi ý mà mua sôi đào cà hai gia cường nê ta hồ gái y là dố, giờ là đi ngủ sớm đi thì tốt á, nên đi ngủ sớm Hay đi. ấy. Câu nói nghe nhẹ nhàng quá ha, còn cái kudasai kiểu như thì ngủ không dạng vậy Tức là kiểu như mình lại nó mẹ thì mẹ sẽ nói con ha, nhiều hơn. Còn ví dụ như bạn bè nhau là mình làm gì mà sai khiến như vậy được, nhiều hai bạn mà bạn hai hai đứa bạn sống chung 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 phòng ấy, nha. rồi thì qua tiếp.
Rồi bữa nay mình sẽ học về một cái Dakeshinai. Dakeshinai, Dakeshinai. Dakeshika Venai. Lúc mình học sơ cấp là mình học Dake. Đúng rồi, Dake là chỉ. Dake là đi sau, nó là khẳng định. Đúng rồi, với lại Tập Sika là phủ định. Sika là phủ định. Rồi bây giờ mình học Dake Sika là nhấn mạnh. Nhấn Còn mạnh đó. à bây giờ mình mở cái tủ lạnh ra, à bây giờ chỉ còn được cái rau này thôi mình nhấn cạnh nhấn mạnh, còn như bây giờ mở cái ví ra chỉ còn được 10.000 thôi hả? Thì mình nhấn mạnh thôi. Học nghe nói là học từ tiếng Anh là học 18 năm rồi mà bây giờ chỉ mới nói được cái từ goodbye lại thôi, thì đó kiểu người ta nhấn mạnh thôi. Không không nghĩ sao học 18 năm tiếng Anh mà nó chỉ được cái từ đó, thì người ta sẽ nhấn mạnh thôi. Âm tin như nghe nói thương học tiếng Nhật 5 năm rồi mình mới chỉ nói được cái từ Ohayo Gozaimasen hả, hay là gì đó tùy mình. À, có nghĩa là chỉ như vậy thôi, tức là người ta cũng có thể làm được như vậy, nhưng mà kiểu như người ta nhấn mạnh tỏ sự ngạc nhiên, họ chỉ vậy thôi sao hết hồn. Mở cái ví ra quá rồi chỉ còn 10.000 thôi hả, nói vậy vậy. Rồi đọc ý nghĩa đây để biết biết nè. Rồi như vậy thì ý nghĩa tức là chỉ có nhấn mạnh của Dake, danh từ N cộng với Dakeshika, sau động từ phía sau là V, V nai dạng phủ định, nhưng ý nghĩa của câu là khẳng định. R Hitotsu Dakeshika nai, có nghĩa là chỉ một cái thôi. Rồi tiếp Tức tục là nó chỉ là còn được một cái thôi đó. còn được một cái thôi đó. Còn Sacho Dakeshika nai. Tức là trong tay chỉ còn được còn lại giám đốc hả? Chỉ còn là giám đốc thôi á. Hida là Hidakana, Hidakana Dakeshika Ok Dakenai, trời cái chữ Hidakana mà cô ngồi cũng hơi tức mũi trời. Má cô tổ đứa cái chữ mà mở đóng gì này. Trời nhiều lúc xong rồi kiểu như ngáo dễ sợ em, kiểu như có những cái chữ cơ bản vậy mà ngồi đó phân tích dễ sợ cho cô thật luôn á. Thì chỉ viết được chỉ có thể viết được chữ hiragana thôi hả? Đúng rồi, tức là chữ katakana kanji mình không biết được á. Đúng rồi, hiragana takeshika cái này, trời trời cái chữ gì vậy đầu không ra. Rồi tới tiếp tục là tới reichi. Kono konsa sato cái này là Hai in nội viên cai in. Kain dake shika haidemasen. Rồi, concerto trong tiếng Anh nó gọi là concert, là buổi hòa nhạc. Thì bây giờ cái là chỉ những người mà đăng Concert. ký thôi mới được vào thôi, còn những người mà không đăng ký là không được vào. Nhân viên công ty đúng không? Ý là Đúng những rồi, người đó. không phải nhân viên công ty mà kiểu như là những người mà có cái thẻ gọi là cái membership á, gọi là như thành Hội viên. viên đúng không? Hội viên đúng không? Đúng rồi, thì mới được vô thôi, kiểu như vậy. Chỉ những người đó thôi, chứ còn những ngoài những người đó là không thực sự là miễn vào. Rồi, ni kyo wa kyo wa okyaku sama ga hito Gì mắc cười đọc ra vậy Hôm sau là cô cứ nhớ cái chữ mà kiểu như hitotsu hitori, mà cứ nhớ hitotsu hitori hitori dake shika kimasen deshita, đúng có nghĩa là rồi. hôm nay đã là chỉ có mỗi một khách hàng thôi hả, Không không có tin được, nghĩ sao không có tin cái được, quán tức bia công quá. nghiệp à, nguyên cái tiệm công mini vậy mà chỉ có được một người sách khách hay là mở quán thôi. San, watashi wa
日本に1年間 đúng rồi. xong rồi tới Hiragana Dakeshika Kakenai. Tức là tôi thì đã đến Nhật được một năm rồi nhưng mà chỉ viết được có chữ Hiragana thôi. À, ngay cả chữ mấy chữ đơn giản như là chữ 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 Hito gì cũng viết không được, thì ngay cả viết được chữ Hiragana thôi, 46 chữ thôi, không viết được hơn. Đây là cái này cũng dễ mà đâu có khó gì đâu đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, chính xác luôn. Cái chữ này là nhớ lại cái hồi trước thôi thì nó kết hợp với nhau. Nhưng mà nó là khẳng định, nó phủ định nhưng mà nó nghĩ là khẳng định, là chỉ có được đúng như bạn thôi. Nhưng mà cho cô hỏi xíu nha, để cô nhớ lại cái kia nó khác nhau gì á. Ví dụ như Sika đi, hồi đó cô học trong sách nó cũng có nghĩa là chỉ viết được một cái gì đó thôi. Thì theo em nghĩ á, cái Sika với lại cái chữ Dake mà khi nó tách ra á, thì tuy là Dake nó dùng trong khẳng định còn Sika phủ định, nhưng mà cái việc mà nó chỉ có là khi mà mình người ta dùng cái Sika có ý định là người ta chê ít hả? Không phải nó chỉ ít mà nó kiểu trên, nó cũng y như cái cao đây này, Dakeshika này, nhưng mà nó là cái cộng lại, nó ví dụ như ví dụ như trong nhà bây giờ là trên cái bàn chỉ có cái viết Tsuke no ue ni buruben shika arimasen, thì là trên bàn thì nó chỉ có cái đó thôi, còn không có cái nào khác hết. Nói chung là số lượng, nó số lượng là chỉ hoặc là nó mình hai cái đa kê với si cả nó giống nhau. Tôi chỉ có bây giờ tôi còn bây giờ tôi còn 3.000 và tôi xin qua Samzen Don đa kê Arimat. Tôi còn nói chung là nó nghiêng về ít lời, chứ cái nào cũng nghiêng về cái số lượng, bây giờ mình chỉ còn đúng cái gì thôi, không có hơi không kém. Số lượng ít. Rồi cô hiểu ý rồi. Nhưng mà còn cái đa đi thì nó nhấn mạnh hơn. Rồi quăng lại một slide nó kịp không biết. Em ơi, để cô hỏi em vài câu mà cô làm bài tập được không? Tại vì được, được. Chắc qua slide nữa không đủ đâu. Giờ mình em coi cái câu trắc nghiệm này nè, tại vì cô thấy người ta lên mạng người ta post đó mà cô cũng muốn làm thử á, mà cô thấy cái bài này nè, cô gửi bên Zalo á, cái bài này người ta kiểu như người ta tranh cãi nhau á, rất là dữ dội luôn á. Đó em cho ý kiến với cô gửi bên á, cái hình mà có cái biển. Ủa cái đó là câu số 1 rồi. Ủa sao kỳ vậy? Cái đô rê cù rai là gì? Nó phải học nó tiếng Nhật đã bao lâu rồi. Không phải là Dono Kurai mà là Dode Kurai. Đúng rồi đó. Kỳ vậy? Nó đều nghĩ là học bao lâu á. Thật hả? Sao kỳ vậy ta? Chứ không phải cái Dode Kurai đó là cái chữ Either hả? Nghĩ vậy? Cái Dode Kurai đó, nó không phải có nghĩa là cái chữ bằng với lại trong tiếng Anh đó là nó giống cái trang như là Dono Kurai. Thường thường tôi thấy trong sách hồi đó học N5 á, nó hỏi bao lâu rồi thì Dono Kurai hoặc là Gurai mà ta, Dono chứ không phải là Dore. Để em coi cái nó khác nhau chứ nào. Tại vì có đứa thì nói là đề sai gì đó, không có đáp án để chọn ấy. Nhưng cô không biết thật sự như vậy, tại vì cái ngày là cái ông này cũng là một người tức là bot thường xuyên lắm, mà sao tự nhiên có một cái bài bot này ổng bot đáp án nó ra bị tranh cãi gì cô không biết. Nó không, thực sự là nó không có cái khác, hai cái đó giống nhau. Đô đi cử ra, đô đi dự cử ra và đô nô cử ra và đô nô cử ra, nó giống nhau. Ý là nó cho học tiếng Nhật bao lâu rồi đúng không? Đúng rồi, lên mạng coi thì nó hai cái là nó giống nhau. Đồng nghĩa chứ gì đúng không? Đồng nghĩa. Nhưng mà cái đô đê cựu đai sao cô không được học ta? Thì tự học lên mới gặp. Một cách nói khác thôi.
Tại vì con thấy sao cái trong nó cho đơn giản là để mai này chi rồi này hôn go ban cơ xin gì ban kêu oshimasu ka, tức là cái câu từ nó dùng rất là đơn giản luôn nhưng mà đáp án rất là chọn, rất là cam go luôn á. Này, Rồi rồi, nó không có gì khác nhau ấy, các bạn là xung một thôi. dạ cảm ơn em nhiều. Ok cô thấy rồi. Rồi tiếp nữa nè, cái này là cái bài đọc hiểu mà cô tập làm đang dịch đó, đang đọc thông tin giống như hôm bữa mà trên cái NSK mà em chỉ cô, cái con panda. Thì cái này nè em nhìn đi, hai cái câu mà cái phần mà thôi á, câu 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 hỏi á, nó kêu là mình là chứ cái đậu đó, tức là hai cái câu hỏi nó hỏi là cái đoạn văn cô đọc cô đã hiểu rồi á, nhưng mà tại sao khi mà cái câu hỏi của nó hỏi mình á là hai câu đó trả lời như nhau luôn ta? Tại vì khi mình hỏi về công dụng, ví dụ như khi mình hỏi về cái công dụng của đậu chẳng hạn, thì cái phong tục mà gieo hạt đậu vào thời Setsubun có ý nghĩa gì, thì nó cũng gồm trả lời cho cái câu thứ hai luôn. Cái câu thứ hai của nó thì nó kêu là cái mình nên là chọn cái loại đậu nào để mình gieo, thì nó rồi tại sao mình cần gieo, thì nó sẽ mang đến cho mình cái sức khỏe nè, cái sự thịnh vượng nè, tại vì mình cầu mong cái sự là bạn sẽ chọn loại đậu nào, tại sao, tức là cái câu hỏi đây sau hai câu nó hỏi nhau mà mình trả lời thì cái câu nào nó cũng bao gồm trong câu đó, tức là đây cô cũng không biết nó đang hỏi mình trả lời khác nhau như thế nào ấy. Ví dụ như tiếng Anh đi là mình trả lời câu 1, câu 2 nó đâu được giống nhau đâu. Nhưng mà ở đây thì khác, khi mình giải thích tại sao thì mình cũng phải trả lời lại câu 1 nữa. Em có thấy vậy không? Chắc cô Rồi, bị sai đó. C-Ki-Bưng là cái mùa mà buổi tối á, Mamemaki là mình nếm cái hạt đậu ha, mình rải đậu á, Mamemaki là Nanotame Nishiru Nodeso, tức là Mazu, tức là mình gọi cái hạnh hạnh phúc đó. Trong đó nó sẽ có cả là Onisoto, phư cư ở phật cư hay rồi, tức là xui đuổi quỷ ra và cái phúc nó đấy. Lên mạng đọc cái ngày 23 tháng 2 không, nó sẽ có cái Đúng đó. rồi. Heya no naga ni tamameo maki surekara kasai o oi harautame ni soto ni mukatte mame maki ni hiraka hirachi khi mas là vải mà mê hoa e dù bưng nô ôi đại dư. Đại dư là cái hoạt động mà bầu trong đại dư des mà mê ma ki ga owaru to dư bưng nô sai nô sư đa kê mà mê ô tạp mắt. Ví dụ như khi mà rải hoạt động á, bây giờ mình bao nhiêu tuổi thì mình ăn bấy nhiêu hoạt động. Nếu tự mình trong cái buổi mà suy đuổi cái quỷ tà ma ra thì mình bao nhiêu tuổi thì mình ăn bấy nhiêu hạt đậu. Yoni ichinen kan no kazuku no buji to kenko o negau tame ni tame maki o suru no desu. Trong 1 năm thì để cho cầu cho sức khỏe với bộ sự nó bình an thì mình cầu rồi mình sẽ rải Dạ. setsubun no toki lấy setsubun Dạ. mà mê ma kỳ tối dư siêu càng qua dona yo sư ố mốt tê mắt cá dona mà mê ố era ba re mắt cá đô sê cá. Rồi mình sẽ trả lời như thế này, rồi sư Câu bưng đô 1. tô kỳ mà mê đâu, cái này mình trả lời mà câu hỏi rồi mình trả lời Ủa? mà. À thì em trả lời câu 1. Câu 1 là nó kêu là về công dụng đi, là có phải là ngay chỗ cái khúc cái câu mà nó nói là gieo đậu trong phòng để mang lại hạnh phúc rồi sau đó rải đậu ra ngoài để xua đuổi tai họa đúng không? Nó sẽ có những cái câu xui đuổi tai họa này rồi, đúng rồi, nó rất là yêu mong muốn hạnh phúc á, ý nghĩa là rồi sức khỏe nữa. Ủa như vậy là nó phải trả lời 2 lần đúng không? Tức là nó đầu tiên là nó phải tức là gieo đậu trong phòng để mang lại hạnh phúc, sau đó là rắc đậu ra ngoài để xua đuổi tai họa nè. Rồi tiếp tục là chúng ta gieo hạt đậu này để cầu mong sự an toàn và sức khỏe cho gia đình trong 1 năm đúng không? Đúng rồi. Rồi,
nó dạy em qua câu 2 đi, cái câu 2 nó cũng gồm trong đó luôn. Đâu? Dona Dona Mameo Erabam Remarca Doste. Tại sao lại chọn các hạt, tức là hạt đạo đó là chọn cái hạt nào á, tại sao, tức là mình sẽ chọn cái những cái hạt đạo lớn á. Tại sao vậy? Cô không biết câu hạt đảo lớn là sao? Đai rừng này, đai rừng á. Đây, cô nhìn cho màn hình nha. Rồi bây giờ cô nhìn nè. Rồi, rồi chữ đây dù no. Này, thấy chưa? Rồi giờ thấy rõ nè, nãy không thấy rõ. Rồi cái chữ đây dù đâu em? Đai dừa là những cái hạt đậu mà bự á. Thấy trên màn hình không? Cô thấy được có nữa à? Bây giờ thu nhỏ lại sẽ không thấy nè. Thấy giờ thấy thấy không? Thấy 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 vậy đó thấy á. Này, đai dừa đây là cái hạt đậu lớn này. Còn mame là cái hạt đậu xanh xanh. Đai dừa. Tại tại sao mình chọn cái hạt đậu lớn? Tại vì cái ezo là cái dinh dưỡng nó là nhiều nè. Ezo bưng nó. Ôi. Nè, thì chọn cái nào mình, trước tiên là mình trả lời là mình sẽ chọn cái đai dừa. Tại sao vậy? Tại mình nó kêu ezo nó. Ôi, đai dừa đấy. Đơn giản vậy thôi mà. Nè, cho cô học các hạt đậu đai dừa này nó khác với umami này. Ủa sao em đọc vô cái không hiểu liền, hay là trời sao cô suy nghĩ mấy bữa nay không được vậy người ta. Nhìn Kiểu như em đọc cái xong cái nó kiểu như nó nhẹ như lông hồng vậy. dừa thì học với đây dừa là cái hạt đạo này, nó đây dừa là hạt đạo đây rồi, còn mame là cái hạt đạo đây. Mame là hạt đạo đây. Ừ, nhỏ hơn. Ừ, nhỏ hơn. Tại nhưng mà câu hỏi là tại sao lại chọn cái hạt ở đây, thì tại vì ezo là cái dinh dưỡng á, nó nhiều. Nhiều nha. Ừ, rồi mình bao nhiêu tuổi mình sẽ ăn. Rồi xin chị bưng này, bưng đây cái lễ này vào ngày, hình như là ngày 23 tháng tháng 2 đây. Sẽ mình sẽ rải đậu ở đây, mình sẽ nói câu là Onisoto Fukui Ochi. Này đuổi xin chị bưng này, Xin chào đuổi đuổi mang quỷ ra ngoài, rồi phừ cư là hạnh phúc, nó sẽ cư chi nó vào nhà quỷ ra ngoài, tức là trong đó là sẽ có một người người người, người nhà của mình á, tức là bố mình hay là mẹ mình gì đó đeo mặt cái mặt nạ quỷ vô đóng, rồi cứ để mấy đứa con nó chơi cái trò chơi đó, gọi là Oni Soto phừ cư Ochi. Thì rồi mình bao nhiêu tuổi mình ăn bấy nhiêu hạt đậu để cho mục đích làm gì, Để cầu cho chúc mình này được cầu chúc được sức khỏe bình an cho một năm. à, trong một năm đó mình có mọi chuyện là tốt đẹp này, trong gia đình mình bư di là tốt đẹp hết, Kenko rồi mình công Sức đó. khỏe. Hay quá rồi. Giờ cô hiểu rồi, cô bị đang bị mắc cái chỗ cái chỗ câu 2 đó, cô cứ tưởng nó là mình giải thích, là mình giải thích cái công dụng của nó tiếp như là câu 1 á. Không, nên tại sao lại Rồi. chọn cái hạt đạo đó, thì nó có nhiều dinh dưỡng này, ezo bưng, Dinh dưỡng. Ôi cô không ngờ nhưng nó đơn giản vậy luôn tại á. do cái máy cà của chưa không không biết nghĩa này, không biết Chắc nghĩa vậy này, rồi. không biết nghĩa mà làm sao được. Cô thấy cái đầu văn ngắn mà cái không nhồi đầu vô cô đậu. Xong rồi đậu uống hiểu. Thì có mấy từ vựng không hiểu sao ấy. Vớ vậy thiệt tình luôn á. Rồi chắc là xong ngày hôm nay rồi đó. Rồi cảm ơn em nhiều. Arigato gozaimasu. Ok, hôm nay cô nghỉ Hasta đây ha. matane. Rồi em nghỉ ngơi nha. Mấy chủ nhật nghỉ ngơi. Bye Ok. bye cô. Bye bye, em cảm ơn nhiều nha. Ừ. Rồi. Rồi. Ở nha. Leave. See ya.